bạn đến với video hướng dẫn của blog tiếp thị liên kết. Trong video ngày hôm nay thì blog tiếp thị liên kết sẽ hướng dẫn cho các bạn về ARM Project. ARM Project là một dự án của Google và Twitter nhằm giúp cho website hoặc là blog, các nền tảng web blog nhanh trên cái ứng dụng di động, thiết bị di động. Thì đối với các bạn đang sử dụng mảng Google WordPress để chúng ta thiết kế blog, để chúng ta cài đặt một blog, thì chúng ta có thể tích hợp cái thuật toán ARM này cho blog của chúng ta, cho website của chúng ta, để chúng ta có được một cái tốc độ tải trang nhanh. Theo đánh giá của Google thì tốc độ tải trang nó liên quan rất là nhiều. Khi các bạn xây dựng các dự án website, website của bạn có một cái tốc độ tải trang, load trang rất là nhanh trên Google, thì nó sẽ có một cái ưu thế đối với người dùng khi mà người ta truy cập vào các website, các blog. Thì ARM Project thì các bạn có thể theo dõi cái dự án này ở đây. Các bạn có thể tìm một số thông tin về lý do mà người ta cung cấp cái dự án này, lý do mà Google và Twitter họ phối hợp để xây dựng nên một cái thuật toán để tối ưu hóa cho việc load trang của website trên thiết bị di động. Thì ngày hôm nay thì blog tiếp thị liên kết sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tích hợp cái thuật toán này vào mảng Google WordPress. Một thời gian trước thì Ngân Sơn cũng đã viết một bài viết đăng trên blog tiếp thị liên kết. Các bạn có thể theo dõi cái bài viết này. Đây là một bài viết, nói chung thì cũng tóm lược một vài cái thông tin cơ bản về ARM Project. Thì hôm nay thì mình làm một video chi tiết hơn để cung cấp cho các bạn, giúp cho các bạn tích hợp cái ARM Project vào cho blog của các bạn. Thì đầu tiên, để tích hợp ARM Project vào trên website, blog sử dụng mảng Google WordPress, thì chúng ta cần có các plugin cơ bản. Đó là plugin ARM. Các bạn sử dụng plugin YourSelf thì đây là một cái plugin mà nó rất là quen thuộc đối với cộng đồng sử dụng WordPress. Một plugin thứ ba đó là plugin Glue for YourSelf and ARM. Thì đây là một plugin tùy biến, customize cho cái ARM này nó hiển thị. Thì việc cài các cái plugin này cũng khá đơn giản. Các bạn chỉ vào cái cài mở rộng cái plugin của chúng ta. Các bạn chọn cài mới và chúng ta sẽ đánh từ khóa tìm kiếm vào. Giả sử các bạn tìm plugin IMB ARM. Các bạn nhấn Enter và sẽ ra kết quả. Đó, các bạn, đây là cái plugin ARM. Thì hiện tại là mình đã cài đặt vào cho blog của mình rồi, nên là nó hiển thị là cái button kích hoạt này là không cho phép cài nữa. Thì các bạn có thể tìm kiếm các cái plugin còn lại như là YourSelf. Thì tất cả những plugin này thì mình đã cài trên blog rồi, nên là mình sẽ không có cài nữa. Thì sau khi các bạn cài xong cái tất cả các plugin đã đề cập ở đây, thì chúng ta vào cái phần tùy chọn của SEO của YourSelf và chúng ta kéo vào phần cuối cùng này, chúng ta sẽ thấy một cái function là ARM. Thì các bạn click vào ARM này thì chúng ta sẽ ra cái phần design, cái phần tùy biến của cái công cụ này. Ở đây thì có cái tùy chọn là các bạn có thể đặt cái ở đây có 3 tùy chọn, đó là Bot Type and Design Elite. Thì các bạn thấy là ở phần Bot Type này thì các bạn sẽ tùy chọn, các bạn có thể cho customize là sẽ cho hiển thị cái ARM này ở các cái mục nào. Các bạn có thể hiển thị ở Bot, các bạn có thể hiển thị ở Trang, Base. Đó, thì nếu bạn hiển thị, các bạn chọn hiển thị, các bạn chọn Enable, còn các bạn không chọn hiển thị, các bạn chọn Disable.
Ở phần design thì chúng ta sẽ được yêu cầu đó là chúng ta chọn cái arm icon. Ở đây thì các bạn có thể upload cái icon của mình lên cái avatar. Rồi ở phần before image thì các bạn có thể upload cái hình ảnh mặc định, và ở đây thì nó yêu cầu là 696 pixel, độ rộng của cái hình ảnh là 696 pixel. Còn độ rộng của arm icon là 32 nhân 32 pixel. Thì các bạn customize cái hình của mình theo cái tùy chọn mặc định của công cụ này, và chúng ta tiến hành upload lên trên cái nơi lưu trữ. Ở phần content colors thì ở đây thì có các cái tùy chọn về màu sắc của hiển thị. Arm header color thì các bạn có thể chọn, ở đây mình chọn màu xanh, màu xanh lá cây. Title color thì mình có thể chọn màu đen, màu đen, màu đen. Về link thì các bạn có thể chọn luôn cả màu sắc cho link. Ở đây các bạn có thể chọn màu đỏ, màu xanh, ở đây mình chọn thì các bạn có thể chọn. Về underline thì các bạn có thể chọn tùy biến là gạch dưới chữ, hoặc là các bạn không chọn tùy biến thì các bạn chọn như vậy. Ngoài ra các bạn, nếu mà các bạn giỏi về các cái CSS thì các bạn có thể viết thêm cái CSS này để tùy biến cho cái hiển thị của ARM. Thì khi mà các bạn không cài cái plugin Glue for Yourself in ARM này thì nó sẽ không có cái phần này, nó sẽ không có cái phần tùy biến này. Thì đó, thì nó sẽ hiển thị cái phần tùy biến rất là cơ bản của công cụ này, công cụ ARM này. Do đó các bạn khi cài plugin thì các bạn nên cài đủ trọn bộ ba plugin này thì nó sẽ hiển thị lên cái dashboard này chúng ta, để chúng ta lựa chọn cái chức năng trình bày của ARM. Thì sau khi các bạn chọn hết rồi thì chúng ta sẽ lưu thay đổi, chúng ta sẽ change, và chúng ta kiểm tra là làm thế nào để biết là cái thuật toán ARM này đã tích hợp vào trên blog của chúng ta hay chưa. Thì giả sử đây là một bài viết trên blog, một bài viết cơ bản trên blog mình đang đăng tải, thì mình muốn biết là cái công cụ này nó hoạt động hay chưa, thì chúng ta gõ một cái phần mở rộng đó là xoẹt am xoẹt. Đây là phần mở rộng, chúng ta đánh một bất kỳ một phần mở rộng vào và chúng ta enter. Thì sau khi enter thì các bạn thấy là những cái thanh mà sidebar này nó đã ẩn đi và thay thế cho đó là chỉ cái nội dung không, nội dung và hình. Ở đây có tùy biến về icon mình đã chọn, và cái màu sắc của title, màu sắc của link màu đỏ. Thì khi mà các bạn thấy cái chương trình duyệt của mình nó hiển thị như thế này, các bạn cài đặt và các bạn đánh cho cái phần mở rộng am này nó hiển thị như thế này đó, thì chứng tỏ là chúng ta đã cài đặt thành công cái thuật toán am cho blog của chúng ta. Các bạn có thể test luôn cái phần base nó có hiển thị hay không. Mình tự test ở phần base, đây là một base, một bài viết mình đang tải, thì mình sẽ test luôn class. Như vậy các bạn có thể kiểm tra bằng hai cách, đó là các bạn chọn cái flash AMB flash, hay là các bạn đánh dấu hỏi trước xong rồi các bạn chọn AMB thì nó sẽ ra cái hình này đó. Thì chức năng chính của ARM Project thì nó sẽ loại bỏ đi tất cả những cái thành phần mà không cần thiết của một cái blog của website, thì nó chỉ lấy cái phần nội dung thôi. Thì khi mà người dùng truy cập cái website của bạn thông qua thiết bị di động thì AM nó sẽ làm nhiệm vụ là loại bỏ tất cả những cái phần không cần thiết như vậy, và giúp cho website của chúng ta load nhanh trên các thiết bị di động, cái ứng dụng di động. Đó, thì các bạn thấy tất cả mọi sidebar thì nó đều
tự động hiển ẵn đi hết. Như vậy thì mình đã trình bày xong cách cấu hình cái AM Project cho blog sử dụng mạng nguồn WordPress. Thì hy vọng rằng với video ngày hôm nay thì các bạn có thể tự mình tích hợp được cái AM Project vào cho blog của các bạn, giúp cho blog nó load nhanh hơn trên các cái thiết bị di động khi mà người dùng truy cập vào để đọc các bài viết trên blog của các bạn. Chúc các bạn thành công.